từ ngày 19 tháng 2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh nhất từ đầu mùa, nhiệt độ tại nhiều địa phương ở miền Bắc giảm sâu, trong đó có tỉnh Cao Bằng. Tại đỉnh núi Phiêu Bắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, nhiệt độ lạnh nhất theo ghi nhận vào sáng ngày 21 tháng 2 là âm 6 độ C và đã xuất hiện băng tuyết. Nhiều kênh truyền thông đã dự đoán sẽ có băng tuyết trong đợt lạnh này, nên dù rét đậm rét hại, nhưng ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều du khách đến với đỉnh Phiêu Bắc để được ngắm băng tuyết. Băng tuyết nơi đây được bao phủ dày đặc khắp núi rừng từ cành cây, ngọn cỏ đến mái nhà. Du khách đi đến đây sẽ được chiêm ngưỡng hình ảnh băng đóng trắng xóa khắp các con đường. Mọi nơi đều được bao phủ màu trắng tinh khôi của băng tuyết, một hình ảnh dường như rất hiếm gặp ở Việt Nam. Do là ngày nghỉ cuối tuần nên trong ngày hôm qua, ngày 20 tháng 2, khá nhiều du khách đã đổ về đây. Bên cạnh đó, đường lên đỉnh núi cũng khá nhỏ và trơn trượt, gây nên tình trạng ùn tắc kéo dài. Có thể thấy, đỉnh Phi đang là một địa điểm có tiềm năng phát triển du lịch lớn. Theo dự báo thời tiết, rét đậm vẫn kéo dài nên khu vực đỉnh phiêu ắc vẫn còn hiện tượng bằng giá trong vài ngày tới. Do đó, du khách muốn đến phiêu ắc tham quan cần lưu ý mặc áo ấm, đeo khẩu trang kín, giữ ấm cơ thể khi đi ngắm bằng giá, đặc biệt cần đi giày có đế ma sát tốt do thời tiết mưa nhỏ có băng giá dễ gây trơn trượt.